Rồi đầu tiên các bạn mở cái tool USB bật lên đó, các bạn chọn ngôn ngữ mình muốn, ở đây mình chọn tiếng Việt đi ha. Rồi vào menu RAM disk. Rồi các bạn cần một cái tool hỗ trợ nữa là cái tool i4. Đây cái tool i4 các bạn mở lên đây. Và các bạn vào chế độ recovery trước nha. Vào chế độ recovery. Vào chế độ recovery xong rồi các bạn sẽ chuyển về DFU. Các bạn cứ làm trình tự như vậy thì sẽ tránh được một số lỗi. Và các bạn phải dùng cái phần mềm i4 để tăng khả năng kết nối cho cái tool, để cho nó hạn chế một số lỗi luôn. Rồi chế độ recovery ok rồi các bạn nha. Thì bây giờ mình chuyển về chế độ DFU này, phải làm đúng trình tự như vậy thì nó mới hiệu quả. Các bạn có thể mượn một cái tool Jetrain ở trong này này, đây các bạn này, để vào DFU nhanh. Nhưng mà các bạn lưu ý là vừa vào được chế độ DFU thì các bạn phải tắt cái tool liền, không cho Jetrain nó boot nha, nó boot là nó sẽ gây lỗi. Rồi mình vào chế độ DFU thành công này. Giờ mình sẽ ghép thông tin của chế độ DFU này. Rồi các bạn muốn để gửi cái ISIP này thì các bạn nhấn nút copy này gửi cho mình để mình có thể add cho các bạn nha. Bấm nút copy gửi là xong, vô trong cái tin nhắn dán cái là xong nhá. Chế độ DFU thành công. Rồi bây giờ các bạn cần bước đầu tiên là vào chế độ DFU đặc biệt á, là lệnh số 1 này. Bạn bấm vào đây một cái. Khi nào các bạn đây, các bạn thấy chế độ vào thành công này, DFU thành công này, thì coi như lệnh 1 thành công này, các bạn tiếp tục dùng lệnh 2. Nếu mà các bạn mà chưa thành công lệnh 1 thì không dùng lệnh 2 được. Cái lệnh cái thay 1 và thay 2 của cái lệnh 1 á thì các bạn để ý là cái thay 1 này á nó khó boot, A9 nó khó boot hơn là cái thay 2. Nhưng mà nó khó bấm vào chế độ bao thành công này, bao DFU thành công này, nhưng mà cái chế độ ở bên thay 2 nó dễ hơn, nhưng mà cái dễ bị lỗi lệnh 2, do đó mình để mặc định ở thay 1 nhé. Các bạn nên để thay 1. Rồi, mình cứ để mặc định mình dùng thôi. Rồi, cái lệnh 1 xong này nhá. Rồi bây giờ mình tới lệnh 2 là mình boot nè. Lệnh boot nó có thêm một tùy chọn nữa nè. Tùy chọn này thì các bạn không cần chọn đâu, để mặc định vậy là ok rồi. Rồi các bạn quan sát trên này thì mình thấy từ chế độ DFU và nó chuyển về chế độ recovery rồi này. Và chế độ này là nó được nạp cái file boot vô đấy, cái file RAM disk vô đấy, để boot RAM disk đấy. Rồi sau khi nạp xong rồi thì sẽ tới bước thứ ba là bước SH. Rồi các bạn quan sát ở trên cái i4 tool này thì các bạn thấy nó quay như thế này là ok rồi này, là boot thành công rồi này. Rồi bước thứ ba SH. Đây nó đang boot này, SHH thì các bạn bấm luôn chết SHH nè. Rồi boot thành công rồi. Rồi ok, bao tool giờ mình cũng i4 tool giờ mình cũng không cần nữa. Rồi mình chết một cái. Khi nào mà nó báo cái SHH ok cộng với cái phiên bản hiện lên đây thì mình mới làm việc được tiếp nha. Lưu ý bắt buộc. Nếu mà các bạn chọn chết SHH mà ở tay 1 được thì các bạn chọn tay 2. Nếu mà các bạn chỉ lên SHH ok á mà nó không có hiển thị vơ thì các bạn có thể là chết một cái mail này và làm lại, có thể làm lại từ đầu ha, chết một cái mail này. Một số máy, nhất là cái máy thị trường CH-A thì phải chết vô mail mới hiển thị được vơ. Hiển thị được vơ thì các bạn mới làm được những tác vụ khác. Tất cả các dịch vụ ở trong tool này, trước khi muốn làm các bạn phải làm ba bước này trước. Làm ba bước này trước, sau đó các bạn có thể đọc thông tin ổ cứng, hay là các bạn đọc ID Apple hay phone number, hay các bạn thoát tài khoản ẩn. Tất cả tính năng trong này, hay là bypass passcode, thì tất cả tính năng trong này các bạn phải làm qua ba bước màu đỏ này trước khi dùng các dịch vụ bên này. Đó, mình đánh dấu đỏ là biết là bắt buộc phải thực hiện ba cái này. Và thực hiện cái này thì phải lên SH ok, và iOS thì phải hiện lên, không hiện lên thì phải làm lại, làm cho hiện mới thực hiện được tiếp. Cho đó các bạn bài bán passcode thì các bạn đầu tiên các bạn bắt cấp acti lại. Rồi nó hỏi tồn tại, các bạn làm lần đầu thì nó không có hỏi đâu, tại mình làm lại thì nó mới hỏi. Bắt cập thành công thì các bạn hãy quan sát, các bạn thấy này, file thông báo bắt cập thành công này, file acti các bình thường long bay ben file này này
ba cái ok là được rồi, hoặc là hai cái dưới ok là được rồi, cái trên thì nó hỗ trợ đăng nhập iCloud thôi. Nên cái đó có hay không thì cái máy của bạn vẫn vô menu sử dụng tiếp được. Rồi, bắt cập thành công rồi nhé. Sau khi bắt cập thành công, nếu các bạn muốn đọc được cái thông tin đó thì bây giờ nó mới hỗ trợ đọc thông tin cho những máy bay bát này. Đây, đây, bây giờ các bạn có thể dùng lệnh này nè, có thể đọc được thông tin cho máy bay bát nha. Rồi. Rồi các bạn lại làm lại 3 bước nha. Rồi các bạn quay lại, các bạn khôi phục lại active. Thì lúc này cái máy của bạn sẽ sử dụng tiếp bình thường nha. Rồi bây giờ là tới bước mình sẽ khôi phục lại active nha. Cũng như là lúc mình bắt cập active, các bạn phải check SSH. Check SSH nha. Check SSH ok rồi các bạn sẽ khôi phục lại active nha. Rồi bây giờ là khôi phục lại active nè. Rồi các bạn chọn từ server hay máy tính đều được. Rồi, ok rồi này các bạn này, ok này, viết 3 file ok này, bấm reboot cái là xong. Nếu các bạn viết mà thấy cái nào fail á thì các bạn cancel và các bạn khôi phục lại. Khôi phục lại cho đến khi mà nó không fail thì thôi. Nhưng mà một số như là file thông báo, một số máy nó thiếu thì nó fail thì các bạn phải tìm cách khác để fix chứ không có, nó không đã không có file thì lúc nào nó cũng fail nha. Rồi nó có file thì nó không fail, nhưng mà có một số trường hợp như hai file quan trọng này mà nó fail thì các bạn phải thử lại cho nó đến khi mà nó báo ok mới được, chứ không thôi là máy cũng không vô menu được đâu. Rồi bấm reboot để khởi động lại nè. Rồi khởi động lại để bên này nó cũng mất kết nối luôn, các bạn thấy không? Rồi khởi động lại thành công. Đây những cái tính năng thêm nè. Một số model như là mình nói thêm, một số model như là chip A11 đó thì các bạn kết nối mà lệnh 1 không được á, không có power DPU này được á, thì các bạn sẽ cài cái lệnh này để fix nhé. Và tốt nhất là các bạn nên cài thư viện full luôn này. Cài thư viện full luôn. I4 tool thì các bạn có thể cài ở đây cho nó nhanh. Bấm đây cái nó tải về và các bạn có thể cài vô I4 tool nhé. Rồi, ở trong này còn một số tính năng nữa các bạn có thể quan sát đây. Đó là mình giới thiệu cơ bản cho các bạn về cái tool bypass RAM disk công nghệ mới nhất bây giờ nhé. Rồi các bạn có gì mà vướng mắc nữa các bạn có thể post vô nhóm, anh em ở trong nhóm rất là nhiều kinh nghiệm, anh em sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé. Rồi chào tạm biệt các bạn.